Kính chào bà con, hôm nay ngày 18 tháng 8 2022, Huế tiếp tục chia sẻ giá mủ cho bà con. Hiện tại giá mủ một số nơi như bà con chia sẻ về ngày hôm nay thì ổn định, chỉ có một số nơi thì giá giảm. Đầu tiên là hai nơi mà nhận thấy giá giảm bà con chia sẻ về á, là ở Xuân Lộc, Đồng Nai, hiện tại giá mủ nước là 265 đồng trên một độ. Còn ở Tánh Linh, Bình Thuận, khu vực Bình Thuận thì giá mủ dao động từ 240 đến 250, là hai nơi có giá mủ hấp. Còn lại các nơi thì nhìn chung giá mủ vẫn đứng giá nha bà con, đứng giá. Như riêng ở khu vực Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương bà con, cũng có sự chênh lệch giá mủ ở những địa điểm tiểu thương, có nơi thì mua 275, có nơi mua 208, và chênh lệch nhất là giá mủ chén á. Giá mủ chén thì như cái chỗ hơi bán hành lý á, thì có nơi là người ta thu mua là 10.000 đồng trên 1 ký, có nơi là 11.000 đồng trên 1 ký mủ chén, rồi có nơi 13.000 đồng, tức là nó chênh lệch với nhau chứ không phải là chỗ nào cũng giống như chỗ nào. Và cao nhất ở khu vực Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương thì giá một chén là 13.000 đồng trên 1 ký ha. Rồi ở Tân Lập là 275 đồng trên 1 độ nè. Ở Đắk Nông thì 285 đồng trên 1 độ. Đồng Phú là 290 đồng trên 1 độ. Tân Lợi, Đồng Phú là 285 đồng trên 1 độ. Tân Hưng, Đồng Phú cũng 285 đồng trên 1 độ. Long Hà, Phú Riền 290 đồng trên 1 độ. Bù Đăng 290 đồng trên 1 độ. Trơn Thành 270 đồng trên 1 độ. Đức Linh, Bình Thuận 255 đồng trên 1 độ. An Nhân Tây, Củ Chi thì anh Tuấn cũng chia sẻ giá là hiện tại ở khu vực An Nhân Tây, Củ Chi là giá đứng mấy hôm nay và đang ở mức là 275 đồng trên 1 độ, mủ chén là 13. Ở Phú Yên thì ngày hôm nay anh em Phạm chia sẻ thì thấy giá ở Phú Yên có giảm. Phú Yên hiện giờ là 295 đồng trên 1 độ, mủ chén là 16.000 đồng. Còn ở các công ty thì như công ty Cao Su Phước Hòa và Phú Riền giá vẫn đứng. Giá vẫn ổn định, không có sự thay đổi nào hết. Công ty Phước Hòa thì 303 đồng trên 1 độ, công ty Cao Su Phú Riền là 295 đồng trên 1 độ. Công ty Cao Su Phú Riền cập nhật mới nhất ngày 18 tháng 8 là 295 đồng trên 1 độ nha bà con. Đó là những giá mủ của ngày 18 tháng 8. Video chia sẻ giá mủ ngày hôm nay thì thấy cũng cập nhật được bao nhiêu đây giá, và cũng mong bà con ủng hộ chia sẻ giá mủ bà con bán hôm nay được bao nhiêu bên dưới phần bình luận video ha. Mủ đánh đông ở khu vực Phước Vĩnh đó, chỗ gần thị trấn Phước Vĩnh đó, thì đánh đông bán liền trong ngày là được 11.000 đồng một ký nhé bà con. Còn mũ chén là 13, mũ nước là 275, có nơi 208 ở khu vực Phước Vĩnh. Rồi, video đến đây Thế xin phép kết thúc và chúc bà con một buổi chiều tốt lành, nhiều sức khỏe và xin chào.